Hello cả nhà thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái tác dụng của trái cà tím này trong việc ngăn ngừa cũng như là điều trị bệnh mãn tính. Cà tím thì được trồng rất là nhiều ở Việt Nam thì chúng ta rất dễ dàng mua được nó bởi vì ngoài chợ bán rất là nhiều. Ngoài cái giá trị kinh tế ra, cà tím nó còn là một cái loại trái, lộ quả mang lại cái nguồn dinh dưỡng rất là dồi dào. Tác dụng của cà tím rất là đa dạng. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải chú ý là khả năng ổn định đường huyết trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch và ngăn ngừa ung thư trong cái quả này rất là tuyệt vời. Cà tím còn có những cái tên gọi khác, ví dụ như là cà nâu hay là cà giấy dê thì cái cây cà tím này là một cây thân thảo và ưa nhiệt. Cái cây này á thì phiến lá rất là rộng và mặt dưới có lông tơ bao phủ. Hoa thì có màu trắng đến màu tím nhạt và nhị hoa thì có màu vàng đó là những cái đặc điểm mà chúng ta có thể nhận dạng cái cây này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tác dụng của cà tím này. thì đầu tiên cà tím nó sẽ giúp cho chúng ta giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. bởi vì sao ạ? Bởi vì trong cà tím này có chứa kali, vitamin, uh, vitamin C, vitamin B6 và chất chống oxy hóa có thể làm tăng cường sức khỏe tim mạch và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. đó là cái tác dụng thứ nhất của trái cà tím này đó là bảo vệ tim mạch thứ hai như mình cũng đã chia sẻ trái cà tím có chứa chất chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư những chất chống oxy hóa trong cà tím này sẽ giúp cho các cái tế bào của chúng ta khỏi những cái tổn hại của các gốc tự do đồng thời chất chống oxy hóa còn ngăn ngừa các bệnh mãn tính như là tim và ung thư sắc tím xinh đẹp của quả cà được quy định bởi sắc tố anthocyanin Hợp chất này có cái đặc tính là chống oxy hóa mạnh mẽ. Nghe đến đây thôi là mọi người cảm thấy thích cái quả cà tím này đúng không ạ? À? Không dừng lại ở đó, cà tím nó còn giúp cho chúng ta kiểm soát lượng đường trong máu. Thì cà tím, bên trong trái cà tím này có rất là nhiều chất xơ không hòa tan. Loại chất xơ này sẽ không bị tiêu hóa. Cho nên chúng có thể làm chậm tốc độ tiêu hóa và giảm khả năng hấp thụ đường của cơ thể cái việc này thì nó sẽ giúp ổn định đường lượng đường trong máu, rồi phòng chống bệnh tiểu đường. rồi cái tác dụng tiếp theo là tác dụng giảm cân. với những chị em phụ nữ thì chắc chắn là mọi người sẽ rất là thích cái tác dụng này của cà tím đúng không ạ? thì cà tím có một cái lượng calori thấp và chất xơ dồi dào, cho nên đây là một cái loại thực phẩm rất là lý tưởng cho những người béo phì thừa cân nè và rất là phù hợp cho mọi chế độ ăn giảm cân luôn và cái lượng chất xơ không hòa tan mình cũng đã nhắc rất nhiều ở những cái tác dụng phía trên thì ngoài cái khả năng không bị tiêu hóa và hấp thụ ở dạ dày nên mọi người sẽ cảm thấy được có cái tác dụng chống no nè rồi no lâu hơn và giảm sự thèm ăn hơn đồng thời chúng cũng kích thích quá trình tiêu hóa thúc đẩy nhu động ruột giúp nhanh chóng đẩy các cái chất thải ra ngoài cũng như là ngăn ngừa táo bón đó là một cái tác dụng rất là tuyệt vời luôn Ngoài ra thì cà tím này nó còn tăng cường chức năng não của chúng ta Tuy có nhiều cái tác dụng như thế nhưng có rất nhiều người đặt cái câu hỏi rằng Khi mà mình ăn cà tím á Thì nó có những cái chất độc hại nào hay không hay là ăn quá nhiều có Những cái tác hại nào hay không Thì mình sẽ trả lời trong video này luôn Là cà tím rất có lợi nhưng nếu ăn sai cách thì rất dễ gây ngộ độc Bởi vì chúng ta để mà tận dụng được những cái giá trị thì chúng ta nên à, sử dụng một cách đúng đắn không nên quá lạm dụng nó không nên quá lạm dụng là sao ạ à? thì mình sẽ nói rõ luôn là khi mà chúng ta ăn cà tím này thì chúng ta còn phải ăn một cái liều lượng hợp lý không ăn quá nhiều bởi vì trong cà tím này có chứa một chất gọi là solanin thì nó có cái tác dụng chống oxy hóa và ức chế tế bào ung thư nhưng mà nếu như mình dùng nhiều thì nó sẽ gây tác dụng mạnh mẽ lên hô hấp và có thể gây mê. Thứ hai là chúng ta không nên đun cà tím này ở nhiệt độ quá cao. Chúng ta không nên đun quá cao ở cái nhiệt độ khi mà chúng ta chế biến cái quả cà tím này. Đó là những lưu ý mà khi chúng ta sử dụng cái cà tím này và cái cách nào để chúng ta ăn cà tím thật sự hiệu quả và thật sự tốt. Thì cái độc tố của cà tím xanh rất là cao và không thể hòa tan trong nước. Tốt nhất là chúng ta nên ngâm cà tím vào nước muối để pha thêm vài giọt chấm vào để giảm bớt đáng kể rồi bóp nhẹ cà tím để loại bỏ chất độc và hạt dễ hơn rồi ăn cả vỏ nhiều người cho rằng ăn cả vỏ cà tím không tốt cho tiêu hóa nhưng ngược lại thì cái vỏ cà tím này rất giàu vitamin B hỗ trợ cái quá trình hấp thu vitamin C vào trong cơ thể kết hợp cùng với thực phẩm khác thì nên chế biến cà tím cùng với thực phẩm khác để giảm cái lượng cà tím tiêu thụ và tăng cái chất dinh dưỡng không ăn quá nhiều thì một người chúng ta không nên ăn quá 250 g cà tím trong một khẩu phần ăn và không sử dụng liên tục trong vài ngày. Hạn chế đồ chiên rán. Trong đồ chiên rán sẽ chất xơ sẽ hấp thụ rất nhiều chất béo cho nên là chúng ta còn phải hạn chế không dùng chung cùng với tôm và tôm càng. Cà tím tốt nhất là khi còn non tươi, không quá già hoặc quá héo vì cây quá già thì độc tính của chúng sẽ càng lớn. Đó chính là những cái cách để mà chúng ta có thể sử dụng cà tím một cách tốt nhất. Thì nếu như mọi người À, thấy cái video này hay hữu ích thì đừng quên để lại một like một đăng ký ờ à, để mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video hay hơn để mà có ý chia sẻ đến cho các cô chú anh chị nhé còn bây giờ thì xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe thật thành công và mình sẽ ra thêm nhiều video hay hơn tại kênh của mình vào thời gian tới nữa tạm biệt hẹn gặp lại mọi người nhé